Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Thì trước hết thì cập nhật quý vị cái số người chết và số người bị nhiễm COVID-19 tự nhiên ngày hôm qua nó tăng khủng khiếp luôn. À, số người chết như vậy là có thêm 242 người chết nữa. À, và cái số người bị bệnh, bị nhiễm cái virus này thêm đó, khoảng 15.000 người. Như vậy là bây giờ trên thế giới có khoảng 60.000 người bị nhiễm virus này, và số người chết lên đến khoảng 1.300 người. 1.300 người thưa quý vị. Và gần 100%, tức là hơn 99% cái số người chết và nhiễm bệnh này là xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc, nơi có thành phố Vũ Hán là trung tâm của dịch bệnh này của thế giới. Ở ngoài Trung Quốc thì có ít nhất là 570 trường hợp ở tại 25 quốc gia và lãnh thổ. Tại sao ngày hôm qua cái số người bị nhiễm virus này nó tăng nhanh như vậy, tăng con số khủng khiếp là khoảng 15.000 người, là do cách tính mới của Trung Quốc, đặc biệt của tỉnh Hồ Bắc. Đã là trong chương trình Xoáy Tin vào lúc 11 giờ chúng tôi sẽ phân tích quý vị tại sao họ tính như vậy, và tính như vậy nó có hệ quả như thế nào. Đó là cái phần trong phần Xoáy Tin vào lúc 11 giờ chúng tôi sẽ phân tích cho quý vị. Và người ta cũng nói là với cách tính này thì đừng có hoảng loạn khi mà thấy một ngày mà lên tới 15.000, thêm tới 15.000 người. Ở bên Texas là bắt đầu lần đầu tiên có một người, Texas bên Mỹ có người dính cái virus này, và đây là trường hợp thứ 15 tại Hoa Kỳ. Đó là một bệnh nhân ở trong cái nhóm kiều dân Mỹ mà đưa ở bên Vũ Hán về căn cứ Lackland Air Force Base ở San Antonio, tiểu bang Texas hôm tuần trước. Đây là cái người này trong số những cái người mà từ bên đó về. Và như vậy là trong 15 trường hợp tại Mỹ, kể ra là quá ít so với các nước khác, bởi vì dân số Mỹ cũng trên 300 triệu. Và điều này cho thấy là Mỹ là họ kiểm soát rất là kỹ. Và hiện nay ở các tiểu bang ở Mỹ thì ở California có 8 trường hợp, Illinois là 2 trường hợp, Massachusetts 1 trường hợp, tiểu bang Washington 1 trường hợp, Arizona 1 trường hợp, Wisconsin 1 trường hợp, và bây giờ thêm 1 trường hợp nữa ở tại Texas. Thì đó là cái tin mới nhất liên quan đến những cái trường hợp mà tại Mỹ. Ở tại London, ở bên Anh thì có 2 nhân viên bệnh viện cũng bị dính vào cái virus này sau khi mà họ tiếp xúc với một số bệnh nhân. Đó là cái bên London, bên Anh là có 2 người. Ở cái chiếc tàu mà Diamond Princess mà đậu ở cái hải cảng Yokohama từ ngày 3 tháng 2 tới giờ đó, thì thưa quý vị, bây giờ ngày hôm qua nó tăng thêm 44 người bị bệnh nữa. Hôm trước là 175, giờ 44 nó khoảng 230 mấy. Và như chúng tôi dự đoán trong những ngày trước là càng để trên tàu bao lâu thì cái số người bị nhiễm gọi là virus corona hay là COVID-19 nó sẽ càng tăng. Và Nhật cho biết là hôm qua họ đã đưa ít nhất là 3 người vào trong bệnh viện. 3 người này là trong tình trạng nguy kịch, họ đưa vào trong bệnh viện. Họ để trong đó để theo dõi, còn những người kia là vẫn tiếp tục ở trên tàu. Và bây giờ trên cái con tàu này người ta bảo là chán trường và sợ hãi. Thứ nhất là sợ hãi không biết số phận mình đi về đâu. Thứ hai là nó chán quá, cứ đi ra đi vào mà chẳng được đi ra đi vào nhiều, cứ trong cái cabin bước ra tí phải đi vô. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.